Loida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang ghé thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay tiếp tục về chuyện đầu tư bất động sản. Ngọc Ánh muốn bàn luận với các bạn về vấn đề có nên đầu tư bất động sản ở xa nhà không. Theo mình nghĩ các bạn, cái kinh nghiệm trong cá nhân của mình về việc mua nhà đầu tư bất động sản thì là tiền đâu thì của đó, tiền đâu của đó, nhất là ở Mỹ nhà cửa ở những cái có nhiều những vùng thì nó mắc tiền, có những vùng thì nó rẻ tiền, có những vùng $1,000,000 bạn mua được 50-60% căn nhà trọ, có chỗ thì $1,000,000 bạn chỉ mua được chừng 20 căn nhà trọ, tại vì tùy theo cái địa điểm, cái location. Dĩ nhiên là nhà trọ càng mua mắc thì là mình thì cái giá thuê cho cao. Tại cái cách định giá của nhà trọ là tùy theo cái tiền thu nhập. Có nhiều người hỏi mình bây giờ ở Florida nhà trọ mắc quá. Giờ tôi về những tiểu bang như là Wisconsin, những tiểu bang như là South Dakota thì chỗ đó là những cái nhà trọ nó rẻ, thành ra là một số tiền đó mua nhiều nhà trọ hơn. Thì mình mới hỏi chứ bây giờ bạn muốn ở đâu, sinh sống ở đâu, thì anh chị nói muốn sống ở Florida cho nó ấm áp, là mua nhà cho trọ ở những vùng xa như vậy tại nó rẻ hơn thì có được nhiều căn hơn. Thì mình nói là rất thường thường á, nếu mà mình có nhà trọ có của cải á, thì mình hay lo lắng, có nhiều chuyện xảy ra lắm á, cũng như là mình cho mướn nhà thì nó có nhiều vấn đề, nhiều cái vấn đề xảy ra mà mình phải quản thủ á. Có nhiều khi người ta họ không trả tiền nhà, hay là nhà bị quá quạng, hay là bị chỗ cửa hư này kia, bây giờ mình phải lo. Nếu mình ở tại chỗ mình thì mình kêu người tới sửa, hoặc là mình tự tới sửa nếu cái nào làm được để mà bớt tiền hơn. Còn nếu mà mình giao cho những công ty mà nó quản thủ mình ấy, đâu phải là nhà của họ, ở đâu có đồng tiền mà liền đúng ruột, họ đâu có đất ruột, họ làm để họ lấy tiền thôi, chứ họ đâu có chăm sóc kỹ như mình chăm sóc kỹ. Thường thường là mình thấy là chỉ trừ những hãng lớn mà nó có năm sáu căn nhà trọ nó cái cao thì nó mướn hãng quản lý thì nó trả tiền rất là cao cho những hãng đó, thì làm việc được thôi. Còn nếu mình đã nhỏ chừng 100 căn 200 căn mà mình giao cho người ta làm thì có nhiều vấn đề rắc rối lắm. Bởi vì là mình thấy là những cái nhà nào mà chủ không có ở gần đó để chăm sóc thì sau này từ từ cũng bán đi, là tại như vậy nha bạn. Thế nếu mà làm ăn mà là làm buôn bán mà có tiền thì người ta đâu có bán làm chi. Đó thì cái đó là nó ở Mỹ. Còn những vấn đề ở Việt Nam, mấy có nhiều bạn thì giờ mình có tiền ở bên làm bên Mỹ nhưng mà mình muốn phòng trọ ở Việt Nam, tại vì Việt Nam là có nhiều phòng trọ mà rẻ hơn. Giờ mình thì nó cũng lâm vào trường hợp đó, mình có người tin cẩn không để quản lý, để thâu tiền, để bỏ tiền ngân hàng để sửa chữa. Rồi mình nghe nói là có trường hợp có nhiều khi là người quản lý mình á, đem cái nhà trọ mình đem đi bán cho giang hồ, không cần phải sổ đỏ hết thì bán. Bạn dám về bạn đòi không? Ở trên xuống phi trường là đã có vấn đề rồi, thì ta cũng hơi khó khăn. Thì mình nghĩ là tốt hơn á, nếu mà mình là tay đầu tư nhỏ thì nên người đâu của đó. Những người mà họ đầu tư lớn, họ có thế lực lớn, ở quyền lợi lớn, họ có nhiều cách để họ quản thủ, mà mình là người đầu tư nhỏ mình không có được những cách đó. Ở đây mình không có tiện nói ra. Thì nếu mà mình đầu tư nhỏ thì nên là người đâu của đó. Mình sẽ khuyên các mấy bạn là nếu mà dư tiền quá thì mua một căn nhà Việt Nam để đó cho không muốn mua quá thì mua đằng cái để cho người ta mướn gì đó làm thương xá, thì làm chỗ thương mại, mốt mình già thì muốn về mình sống, chứ đừng có làm quy hoạch.
đầu tư nhà trọ lớn mà mình không có tự mình quay được. Mà đầu tư nhà cửa ở bên Việt Nam mà mình ở bên này là mình thấp thỏm lắm bạn, nội cái thấp thỏm đó cũng khổ lắm, ăn ngủ không yên. Thì mình lấy ví dụ nha, mình có kế bên mình có hàng xóm có một dãy nhỏ thôi, 20 căn. Thì ông này ở New York, thì ông mua căn dãy này 20 căn, thì ông cho một người quản trị một căn ở không lấy tiền để mà quản trị. Thì sau này ông phát giác ra là người người quản trị đó đó, dường như là cho mướn 18 căn thì nó khai là chỉ cho mướn được có 17 căn, căn kia còn mượn là trong cái căn này là 2-3 tháng không cho mướn được, căn kia 2-3 tháng không cho mướn được vậy đó, vì họ mướn vậy họ thâu tiền, họ cất tiền. Rồi máy lạnh thì cứ nói là bữa nay thì chỗ cái máy này hư phải đi mua, bữa khác chỗ nó máy này hư phải đi mua, cái là sự thật là không mua mà để cho nó, để cái máy cũ để đó mà nó là máy mới, để mà cái tiền máy lạnh là ngàn mấy cái đó là họ bỏ túi. Rồi tiền sửa, bên đây này đây sửa cửa, mai sửa này mai sửa kia, sự thật là không có sửa nhiều mà thì họ nói là sửa như vậy thôi, làm invoice giả để lấy tiền. Thành ra ông nói là sao mà cái năm nào cũng lỗ, thì ông phải kêu bán tại vì lỗ thâu thập vô tiền nữa. Thế sao mà cho mướn không không có nhiều, mà sao mà cứ 20 căn một khi cho mướn được 16 căn, khi mướn cho mướn được 17 căn chứ không cho mướn nhiều. Trong đó cái dãy của mình ở kế bên đó là mướn không kịp, cho mướn không kịp, người này chưa ra người khác đã vô. Thì tại không có phải là của ông kia, không cũng không phải là của anh ta mới quý, với lại người ta giấu tiền bớt. Cái là hàng xóm mình bị vậy đó, thì nó có nhiều cái lắm. Bây giờ mình nhắc lại là nếu mà mình đầu tư nhỏ nhỏ có chỉ một căn nhà hay căn nhà đó thì có thể là mình cho người vừa cho hàng xóm hay gì coi chừng là cho họ chút tiền, tại vì nó có một cái nhân viên cái gì họ mua cái nhà ở đây ở Florida rồi họ để cho mướn để họ chuẩn bị mai mốt họ về hưu thì họ có nhà ở Florida họ ở, chứ họ còn 10 năm nữa họ mới về, họ mới về hưu, mà tới hồi 10 năm nữa thì nhà lên giá còn cao nữa thì họ mua bây giờ họ cho mướn. Cái đó là không cái gì một cái đó dễ, một căn nhà thì nhà hàng xóm coi dùm, mình cho hàng xóm chút tiền họ coi dùm ha. Còn nếu mà mình mà luôn cái một dãy là có một vấn đề khác, tại khi bạn cho mướn một căn nhà là dễ dãi, còn khi nào bạn cho mướn mà mướn 10 phòng rồi nó thành thương mại là sẽ có thanh tra của tỉnh tới coi kiểm soát từng cái cửa, từng cái ai dục rác ngoài đường gì đó, người thì phải có người tới lượm liền, chứ không thôi là họ sẽ phạt chủ nhà 50 đô, 100 đô, 100 đô một ngày, rồi có người coi chừng cả ngày. Cái gì còn nếu mà bạn cho mướn mà theo diện khách sạn đó, diện Airbnb mà mướn ngắn hạn là chính phủ bắt buộc bạn là phải có mướn một người bảo vệ, tại vì nếu mà 10 căn đó mà nhiều người ra vô thì có nhiều vấn đề, thì để bảo vệ khách hàng thì chính phủ bắt buộc bạn phải có mướn một người bảo vệ. Nó càng càng cái thổng bất động sản đầu tư càng lớn đó, thì nó phải càng là nhiều luật lệ. Vì là trước khi bỏ tiền vào đầu tư đó là bạn phải đi hỏi luật sư của cái tiểu bang của bạn là luật lệ làm sao, luật lệ từ nhà nhà single house, luật lệ từ dãy nhà trọ 4 căn, luật lệ từ dãy nhà trọ 6 căn, 10 căn, 20 căn đó, phải hỏi trước luật lệ trước khi bỏ tiền đi đầu tư nha các bạn. Bây giờ theo mình thì mình hồi nào giờ mình dậy đó là tiền đâu của đó, mình không có đầu tư nhà trọ ở xa, lái xe cùng lắm là 45 phút thôi, tại vì nửa đêm cái nó gọi điện thoại nói là giờ cái máy lạnh của họ bị hư không chạy nữa, là mình phải lấy cái máy lạnh trong kho đem tới lắp vô liền, tại giờ đó ai mà sửa phải không, rồi đem cái máy kia về nhà kho, rồi sáng mai rồi mình tỉ mỉ mình coi sửa coi có hư cái nào hư chỗ nào, rồi mình có sửa được mình sửa, mình không sửa được thì mình kiếm người sửa. Tại vì cái máy lạnh đó mà nó ngưng á, mà không thay liền á, mà có người trong nhà như nóng quá họ thở không được, em bé thở không được hay là người già thở không được á, mà bệnh họ xỉu không nhà thương á, là mình bị đền nặng lắm, mà có khi đền cả triệu đô ha. Thành ra như vậy đó, nếu mà mình không mà ở xa quá làm sao mình lấy đi, phải không? Mình nói một cái ví dụ là phải sửa như là khẩn cấp đó, rồi ai coi.
gần đi ở gần gần á, nhà thì mình dễ dàng chăm sóc, mà người mới nhận thấy chủ tới lui hoài á, thì nó cũng không dám làm tầm bậy, không dám giục rác tầm bậy, không dám đổ nước tầm bậy nhé, mình tới mình coi hoài. Đấy, đúng là cũng phải là người lau của đó. Xin chào các bạn, hẹn lại các bạn cái video sau. Bye bye, chúc các bạn luôn luôn mạnh giỏi, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp.